Dạ vâng, em xin chào anh. Một anh khách đến từ Zalo, anh có nhắn tin trên Zalo hỏi em về cây bông trang tím sen thơm Vĩnh Châu. Đây là cây mẹ của em đây ạ. Cái bông này, bông này thơm, cái này mới là tím sen Vĩnh Châu thơm. Còn bài đăng trước của em là tím sen lá trung. Đây, em còn hai cây con mà ảnh chưa có ra rễ mạnh. Khi nào ra rễ mạnh á thì em cho anh hay. Mấy cây cây kia khách đặt hết rồi. Đây. Còn được hai cây con. Đây là cây mẹ của bên em. Cái bông á, cái lá ảnh nhận diện tím sen thơm là như vậy nha anh. Rồi em gửi đến anh để anh xem tham khảo rồi cho em ý kiến ạ. À.